Bộ lưu đồng thì có những chi tiết và có những cái ý nghĩa khác nhau mà không phải ai là cũng biết được. Thứ nhất là về con nghê. Con nghê hay còn gọi là Toan Nghê. Toan Nghê ở đây là một trong 9 đứa con của rồng. Chính vì vậy, Toan Nghê là con vật thích ngồi yên và canh giữ, có tác dụng xua đuổi tà khí, trấn áp ma quỷ, mang lại sự trong sạch và tốt đẹp tới cho gia chủ. Phía bên dưới là 3 chữ phúc lộc thọ. Theo quan niệm của người xưa, có phúc rồi mới có lộc. Một gia đình có phúc thể hiện ở chỗ họa thành đạt, thăng quan tiến chức. Vì vậy nên lộc chính là biểu hiện của người có phúc. Sau khi có được cuộc sống đầy đủ tài lộc, người ta sẽ sống lâu và sống thọ, sống khỏe. Vì vậy 3 chữ phúc lộc thọ thường đi liền cùng với nhau. Và theo quan niệm của người Việt Nam, hình ảnh đôi rồng đối đầu với nhau có hình tròn ở giữa gọi là song long chầu nguyệt, mang ý nghĩa của sự cao quý. Vì rồng luôn gắn liền với những điều cao quý, bất cứ vật nào hay từ nào mà gắn liền với rồng thì đều mang ý nghĩa quyền lực và cao sang, sang trọng. Rồng cũng là một ý nghĩa trong phong thủy là mang lại cái may mắn, thuận lợi và bình an đến cho gia chủ. Theo quan điểm về tôn giáo, rồng là con vật tối cao và có quyền năng to lớn ở trên tất cả các loài vật, nên cách sinh sản cũng có phần khác biệt. Đó là khi đôi rồng kết đôi với nhau, rồng được phun ra khí dương và rồng cái phun ra khí âm, tạo nên ngọc âm dương. Viên ngọc này sẽ dựng dục nên rồng con. Hình ảnh này thể hiện sự sinh sôi nảy nở, thể hiện sự nối tiếp của đời sau. Kết hợp hình ảnh rồng sẽ là thể hiện sự cao quý của gia chủ. Bộ ngũ sự từ xưa thuộc dòng sản phẩm cao cấp dành cho giới quý tộc, vua chúa và quan lại mới được dùng. Không những quý giá về chất liệu mà còn mang lại những cái giá trị về văn hóa cũng như là trong phong thủy. Hiện tại, bên em đã cập nhật đầy đủ thông tin về mẫu mã, kích thước và giá cả của tất cả các bộ ngũ sự của bên em. Anh chị có thể quan tâm về tất cả những bộ đồ thờ ở đây thì kích vào đường link ở phía dưới hoặc gọi vào số hotline ở trên màn hình. Bên em sẽ gọi điện tư vấn đầy đủ tất cả các thông tin về sản phẩm của bên em. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.